Xin chào quý vị và các bạn, tiếp tục trở lại với chuyên mục Thời sự xe tuần này. Thưa quý vị, tuần trước chúng tôi đã cùng với hai vị khách mời trao đổi về đề tài xe điện cũng như là cái xu hướng phát triển xe điện tại Việt Nam trong thời gian vừa qua. Tuần này chúng tôi sẽ tiếp tục câu chuyện này cũng như là sẽ gửi đến quý vị những cái bí quyết, những cái cách để mình có thể mình sử dụng xe điện một cách tốt nhất cũng như là chăm sóc xe một cách tốt nhất. Vâng, rất cảm ơn quý vị đã theo dõi và xin giới thiệu hai vị khách mời tiếp tục tham gia chương trình ngày hôm nay với chúng ta. Đó là anh Lê Anh và anh Nguyễn Hùng Đăng Khoa. Xin chào Thạch Trưởng và quý vị khán giả của chương trình Xe và Xu Hướng. Xin chào anh Trưởng và các khán giả của Xe và Xu Hướng. Theo các anh thì cái giải pháp trạm sạc cũng như là cái hướng phát triển cho xe điện trong thời gian tới nó sẽ phát triển tới cái hướng nào và mình phải giải quyết cái giải pháp trạm sạc nó như thế nào? Trạm sạc thì theo tôi biết là cái hãng xe điện của Việt Nam thì họ cũng đang cố gắng lắp đặt đồng thời kết hợp với những cái trạm xăng. Thì tôi thấy phương án đặt ở trạm xăng hoặc các trung tâm thương mại thì cũng khá là tốt. Không gian trong thành phố thì mới khó thôi, chứ còn không gian bên ngoài thì tôi nghĩ không phải là quá khó. Thứ hai là hiện nay thì người tiêu dùng thì cũng lo lắng về vấn đề pin. Tuy nhiên thì tôi biết là rất là nhiều phòng R&D lớn trên thế giới thì họ đang nghiên cứu cái công nghệ pin sạc, sạc nhanh nè. Thứ hai là cái trữ lượng pin nó cũng lâu hơn. Chính vì thế thì tôi nghĩ là trong tương lai gần với những sự thay đổi về công nghệ, sự phát triển của hệ thống trạm sạc tại Việt Nam theo mô hình của thế giới, tôi nghĩ là cơ hội của xe điện phát triển ở Việt Nam tôi nghĩ là rất là lớn. Ngoài ra thì theo tôi biết khi mà nói chuyện với anh Trưởng, với anh Khoa thì rất là nhiều hãng xe điện họ muốn vào Việt Nam thì họ đưa từ tầm cao, tầm trung đến tầm thấp. Chính vì thế thì chắc chắn là người tiêu dùng sẽ có lợi, tại vì người tiêu dùng sẽ có nhiều lựa chọn hơn, cá nhân hóa cái xe điện mình hơn và có những cái xe xanh sạch chạy ra ngoài đường. Không biết anh Lê Anh có để ý không là những cái trạm sạc họ sẽ đặt ở những cái nơi mà người ta có thể có thời gian họ làm được nhiều việc. Ví dụ như là trạm sạc họ sẽ để gần siêu thị, để gần cái quán ăn, quán cà phê, để trong lúc sạc thì người chủ xe có thể đi làm việc, làm cái gì đó đốt thời gian hiệu quả và không có phải quan tâm tới cái thời gian sạc mình phải làm gì. Ở Việt Nam mình á thì thật ra mà nói nha, cái trạm sạc, vị trí trạm sạc mà tối ưu nhất á thì em vẫn nghĩ là nên đặt ở những nơi mà chúng ta có thể tận dụng được thời gian để mà làm việc hữu ích, chứ mà đặt ở trạm xăng thì nhiều khi là chủ xe chỉ biết ngồi trong xe không biết làm gì cả, mất thời gian. Đấy, hay nhất vẫn là đặt ở một cái trung tâm thương mại, đặt ở quán cà phê, nhưng mà bị cái là không gian. Ở Việt Nam chúng ta đất vàng quá, thành ra là mọi thứ nó đều nhỏ, rất là khó để mà đặt một cái trạm sạc, một cái chỗ đậu xe có trạm sạc như là bên Mỹ. Nên có thể là chúng ta sẽ nghiên cứu hoặc là học hỏi theo hướng của Trung Quốc nhiều hơn, đó là ưu tiên cho những xe điện có thể đậu được trên vỉa hè và xây dựng ở những cái vỉa hè đó là những cái trạm sạc nhỏ để họ có thể đậu xe qua đêm. Sạc không phải là cần quá nhanh, nhưng mà họ có thể đậu xe qua đêm và họ sạc chậm cũng được nữa. Đấy thì sẽ khuyến khích cho đặc biệt là những người ở chung cư, căn hộ cao cấp sử dụng xe điện nhiều hơn. Ví dụ hiện nay nhiều người bạn của em ở căn hộ cao cấp họ không dám mua xe điện luôn, bởi vì họ thấy có quá nhiều vấn đề. Như vậy rõ ràng để mà mua rồi sử dụng cái chiếc xe điện tại Việt Nam cũng rất là nan giải, đúng không? Từ cái lúc mà mình cho dù là mình muốn mua sử dụng giống như anh Lê Anh, bảo vệ môi trường rồi tạo nên cái tính kỷ luật cho công việc, cho cuộc sống của mình, nhưng mà cơ sở hạ tầng nó cũng chưa có đầy đủ lắm thì cũng hơi ngại. Như Khoa nói là các bạn trẻ bây giờ cũng thích sử dụng xe điện, đặc biệt là những cái chiếc xe điện mini mới ra mắt này. Vừa rẻ, vừa thú vị, vừa trẻ trung, vừa tiện lợi nữa. An toàn. Cái quan trọng là cái xe điện mini nó có thể thay thế được cho xe máy trong môi trường đô thị. Và thứ nhất là nó che nắng che mưa, có máy lạnh và nó hạn chế cái vụ là chúng ta bị cướp giật điện thoại. Thì những ưu điểm đó em thấy rất là hay luôn. Nhưng mà mua rồi sạc ở đâu? Đó là cái câu hỏi của rất là nhiều người. Như vậy thì rõ ràng là còn rất nhiều thứ để chúng ta phải hoàn thiện dần dần để có thể là cái xe điện nó mới phát triển thật sự. Như tôi có nói lúc đầu thì hiện nay ở Việt Nam cũng khá là nhiều hãng xe điện, họ mang xe điện về Việt Nam để họ bán, từ mini, xe điện mini cho đến những cái dòng trung rồi cao cấp. Cao cấp thì có Porsche, Mercedes-Benz, rồi Audi, v.v. Thì theo các anh thì đặc thù ở Việt Nam thì mình nên phát triển cái dòng xe điện nào trước, xe điện mini hay là xe điện cao cấp trước? Theo tôi thì phát triển xe điện thì giống như tôi nói là các bạn trẻ sẽ tập trung vào, thì tôi nghĩ là xe điện mini sẽ phát triển.
Ví dụ một cái hãng xe họ ra rất là nhiều series xe ở Việt Nam, tuy nhiên cái chiếc mà bé nhất, cái chiếc mà thấp tiền nhất và cái chiếc mà họ nghĩ là xinh xắn nhất thì lại được quan tâm nhất, chứ không phải là những chiếc xe cao nhất. Thật ra những chiếc xe cao nó chỉ nhắm tới một cái lượng khách giống như đỉnh của chóp của tam giác á. Và thực ra là thí dụ khách hàng có tiền thì họ cũng hơi phân vân trong việc mua xe cao, họ sẽ tầm trung tại có nhiều lựa chọn an toàn nhỏ hơn về hạ tầng kỹ thuật của Việt Nam mình. Chính vì thế là tôi nghĩ là thị trường xe mà xe nhỏ, xe mini sẽ rất là sôi động trong thời gian sắp tới. Cái tốc độ chuyển dịch từ xe đốt trong sang xe điện nhanh á, thì chúng ta sẽ phải đánh vào những cái phân khúc phổ thông, những cái phân khúc xe điện mini giá dễ tiếp cận, thì nó sẽ đẩy nhanh cái tốc độ chuyển dịch. Và em nghĩ rằng cái phân khúc mà xe phổ thông, xe điện hiện nay á, nó sẽ là cái nhóm chính. Còn xe điện mini ở thời điểm này thì vẫn là một câu hỏi lớn, bởi vì nó có khá nhiều thử thách đặt ra. Đấy. Tuy nhiên hiện nay thì người ta vẫn quan tâm đó là đi xe điện thì bảo quản, bảo dưỡng, chăm sóc, sử dụng nó như thế nào, nó có khác gì với xe xăng truyền thống hay không, rồi cái việc lái xe nó cho mình cái cảm giác lái như thế nào, vân vân, rồi cái cách sạc như thế nào, vân vân, rất là nhiều thứ. Tức là bây giờ họ muốn mua xe điện nhưng mà họ không biết sử dụng nó như thế nào thì họ cũng hơi ngại. Thì ở đây có hai anh coi như là chuyên gia đó, thì xin các anh chia sẻ một chút về những cái kinh nghiệm nhỏ nhỏ trong cái việc sử dụng xe điện, chăm sóc xe điện. Về xe điện thì cái chi phí bảo dưỡng và cái chi phí vận hành chắc chắn là thấp hơn. Tại vì sao? Tại vì xe điện gần như là trong đó không có dung dịch. Chính vì thế là cái thời gian bảo dưỡng xe điện, ví dụ bên Mỹ là khoảng 8.000 mai mới bảo dưỡng một lần, gần như là gấp đôi xe động cơ đốt trong. Và mỗi lần bảo dưỡng thì cái bill nó cũng rẻ hơn, và phụ tùng thay thế thì nó cũng gần như là rất là ít. Chính vì thế là nếu mà các bạn chưa có biết thông tin nhiều xe điện thì hãy yên tâm là xe điện thì cái chi phí bảo dưỡng là rẻ hơn. Về vận hành thì đúng như anh Thạch trưởng nói là khi mà lái xe điện mà chưa quen, lúc đầu mình quen lái xe động cơ đốt trong á, mình lên cái xe điện mình lái mình sẽ thấy rất là bất ngờ, tại vì nó quá im. Xong mình lên mình cũng công nghệ mà mình cũng không biết là mở xe như thế nào, xong khi nào xe nó khởi động, và mình lên ví dụ mình chỉ đạp thắng là coi như xe nó tự khởi động, và mình đạp chân ga là xe nó tự động đi, mà nó đi thì giống như là mô tô nó kêu em. Mà thực sự là khi mà mình thí dụ thích performance đi, mình đi một cái xe mà xe xăng mà performance, thì khi mà mình chạy xe điện thì mình phải chạy những cái xe một số hãng thì hạ giả lập tiếng bô nữa, nghe cho nó giống. Thì đó là những cái kinh nghiệm mà mình chạy và sử dụng xe điện. Đúng như là anh Lê Anh nói là việc sử dụng xe điện quá rẻ, rẻ quá trời rẻ luôn. Xe điện bây giờ vào bảo dưỡng á, gần như là đâu có làm nhiều đâu, thay mấy cái lọc không khí, lọc máy lạnh rồi xong, hoặc là vệ sinh bố phanh rồi xong. Còn trước đây cái xe động cơ đốt trong phải làm bao nhiêu thứ, dầu mỡ, bugi đấy, rồi nhiều lắm, nói chung là rất là nhiều thứ tốn tiền. Bây giờ cái xe điện việc bảo dưỡng nó quá đơn giản đi. Tuy nhiên cái xe điện nó có một cái vấn đề khi mà sử dụng, đó là lại một lần nữa nó liên quan tới sạc các bạn à. Với những cái xe mà sạc nhanh đó, có khả năng sạc nhanh đó, thì chúng ta sạc xe tại nhà sẽ cần phải tiếp điện, thì nó sẽ rườm rà thêm cái khoản đó. Còn lại một lần nữa ở đây, ưu điểm của xe điện mini đó là chúng ta có thể cắm sạc ở cái ổ điện, bất cứ ổ điện nào trong nhà đều được hết, không cần phải tiếp điện, sạc qua đêm cũng được. Đấy, nói chung là nó chỉ có vấn đề về chỗ sạc đó thôi. Cách đây mấy ngày thì tôi có coi một cái hình ở trên mạng á, thì so sánh hai động cơ, một cái động cơ đốt trong á là quá trời phức tạp, quá trời dây luôn, còn một cái động cơ điện á nó chỉ có cái motor điện hết. Thì thực sự là mọi người mới thấy cái động cơ xe điện với là cái bảo dưỡng, bảo trì của một cái động cơ xe điện á, nó sẽ tiện hơn, đơn giản hơn và chi phí rẻ hơn rất là nhiều. Như bản thân em á nha, em trải nghiệm á, xe điện là xe động cơ đốt trong á, thì trước đây em chạy động cơ đốt trong thì em sẽ nghĩ là xe điện nó là cái gì đó nó rất là nhàm chán, chỉ là một cái phương tiện di chuyển từ điểm A tới điểm B thôi. Nhưng mà trong năm nay em có dịp sử dụng xe điện một thời gian dài, đi đây đi đó, sử dụng hàng ngày, thì bỗng nhiên em lại rất là thích xe điện luôn. Bởi vì đi nó đạp ga là có liền, nó không có bị trễ gì hết, nó chỉ thiếu cái tiếng bô thôi, nhưng mà để sử dụng hàng ngày thì cái xe điện nó là một cái phương tiện hoàn hảo luôn, có thể nói vậy. Chúng ta thường nghe nói những cái tai nạn mà đạp nhầm chân ga đó, đạp nhầm chân ga nhưng mà chạy xe xăng, thì ví dụ như là mình đi xe điện thì mình có khắc phục được chuyện đó hay không?
thật ra mà nói thì cái xe điện bây giờ công nghệ nó kinh khủng quá, đặc biệt nhất là cái công nghệ hỗ trợ người lái, những cái gói ADAS á, coi như mà bây giờ hỏi cảm giác lái xe điện như thế nào, nó vui là giờ xe nó tự lái luôn rồi, mình có lái đâu. Thành ra là cái việc mà chúng ta sợ đạp nhằn chân ga thì nó sẽ không có nhiều như là động cơ đốt trong. Và đặc biệt là trên những cái xe điện á, có một cái cơ chế đó là một khi mà chúng ta đã đạp chân phanh rồi thì cái ga nó sẽ tự động ngắt luôn, chứ không phải là như xe động cơ đốt trong là chúng ta có thể đè cả hai cái bàn phanh và bàn ga cùng một lúc. Nên bảo đảm với anh luôn là xe điện không có vụ đạp nhầm chân ga đâu. Như vậy thì rõ ràng xe điện đang rất là có rất là nhiều lợi ích, từ việc bảo vệ môi trường cho đến những cái gì nãy giờ mình nói, rất là nhiều thứ đúng không? Giảm tiếng ồn, giảm ô nhiễm, rồi đặc biệt là cái xu hướng phát triển xe điện mini trong thời gian gần đây. Những cái mẫu xe này vừa che nắng che mưa, rẻ tiền mà, che nắng che mưa mà có thể các chị các cô có thể sử dụng để đi chợ hoặc là chở con đi học buổi sáng, cũng rất là an toàn. Và có thể nói là xe điện mini thì nó dần dần nó cũng có thể thay thế được cho xe máy. Làm thế nào để trong thời gian tới mình phát triển được cái xe điện mini này tại thị trường Việt Nam? Để mà có cái nhìn hiểu rõ hơn về xe điện mini á, thì lại một lần nữa phải trở về cái chuyến đi em gọi vui là du học Trung Quốc ở cái tỉnh Quảng Tây. Đó là cái nôi của xe điện mini tại Trung Quốc luôn các bạn ạ. Thì chính phủ Trung Quốc giao cho tỉnh Quảng Tây là phải phát triển cái phân khúc xe điện mini. Thành ra là họ có rất nhiều sự hỗ trợ từ thuế nè, rồi giá xe nè, đến hạ tầng. Như hồi nãy tôi có chia sẻ đó, là riêng tại tỉnh Quảng Tây nha, là xe điện mini sẽ được đậu trên vỉa hè, có những khu vực dành riêng cho xe điện mini, và có những cái chạm sạc, không phải là chạm sạc nhanh mà là chạm sạc phục vụ cho xe điện mini luôn. Thành ra là ở tỉnh Quảng Tây, cái nôi của xe điện mini, chúng ta sẽ thấy ra đường không phải là 5 chiếc xe hơi động cơ đốt trong mới thấy 2 chiếc xe điện nữa, mà là ra đường thấy 2 chiếc xe trên đường thì có lẽ một chiếc là xe điện mini rồi. Và cái tốc độ phát triển xe điện mini ở tỉnh Quảng Tây có thể nói là khủng khiếp. Chỉ trong vòng có 5-6 năm thôi mà một cái hãng xe điện mini có tiếng ở tỉnh Quảng Tây đã bán được hơn 1 triệu chiếc xe trên thế giới. Và quay trở lại với thị trường Việt Nam á, thì ở góc độ của tôi lại thấy cái xe điện mini nó rất là phù hợp với thành phố Hà Nội. Bởi vì tôi đi Hà Nội thì tôi thấy là có rất nhiều cái xe 4 bánh đậu trên vỉa hè. Và nếu như mà trong thời gian tới họ có thể, nhà nước đưa ra một cái cơ chế đó là tạo điều kiện cho xe điện mini có thể đậu trên vỉa hè và xây dựng những cái chạm sạc, huy động những cái nhà đầu tư tư nhân đó, họ đầu tư chạm sạc cho xe điện mini đó, thì sẽ càng phát triển hơn cho xe điện mini. Thật sự mà nói nha, những cái chạm sạc cho xe điện mini á, nó không có gì cả, nó cực kỳ đơn giản luôn mà chi phí đầu tư rất là thấp. Nó vui là chưa tới 10 triệu là chúng ta đã có thể xây được một cái chạm sạc rồi. Chạm sạc đó là gì? Chỉ cần kéo dây điện rồi xây một cái trụ lên, rồi lắp hai cái cổng lấy điện á, chống được nước nữa là xong. Siêu rẻ luôn và ai cũng có thể làm được, thậm chí là bãi xe nào cũng làm được. Bãi xe chung cư cũng có thể hoàn toàn đầu tư được cái đó luôn và thu tiền khách. Đó là một cái kinh doanh ra tiền và đồng thời nó cũng sẽ phát triển được cho cái thị trường xe điện mini ở Việt Nam trong thời gian tới. Còn ở Sài Gòn thì tôi thấy vẫn còn là một cái câu hỏi lớn, bởi vì Sài Gòn cái mô hình nó sẽ khác Hà Nội. Sài Gòn thì ít có xe nào đậu trên vỉa hè đúng không? Nhưng mà hy vọng trong thời gian tới, nếu như mà tại thành phố Hồ Chí Minh có được một cái cơ chế, một cái chính sách hỗ trợ cho xe điện mini nữa, thì tôi tin rằng cái tốc độ chuyển từ xe đốt trong sang xe điện tại thành phố sẽ càng thêm nhanh. Còn một cái câu hỏi cuối, thật sự thì tôi cũng đã có câu trả lời rồi, nhưng mà sẵn hai anh ở đây thì tôi hỏi luôn là có thể là ở Việt Nam mình á, cái vấn đề ngập nước rất là nhiều, mùa mưa hoặc là triều cường Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, các thành phố lớn, thì có phải là cái lý do đó mà người ta ngại mua xe điện hay không? Thật ra là khi mà chạy xe điện á, theo tôi biết nha, động cơ đốt trong thì khi mà ngập nước thì có thể bị thủy kích, nhưng mà xe điện á, cái khả năng chống nước cũng khá là cao. Tại vì tôi cũng test một số xe khi mà qua vũng nước rồi, và thậm chí tôi cũng xem và nghiên cứu nhiều cái xe, thì cái khả năng chống nước, ví dụ có thể có nhiều xe có IP cao và chống nước vô cái hộp điện này, chống nước vô các thiết bị điện, thì thực ra là khi ngập nước thì tôi nghĩ xe điện sẽ có lợi thế hơn so với xe động cơ đốt trong. Rồi xe điện thì sẽ được bảo hiểm như thế nào? Đó là những cái câu hỏi mà rất là nhiều người thắc mắc, đúng không ạ?
Nói bảo hiểm là có giống với là xe xe động cơ đúc trong, xe xăng hay không? Nói vui á, xe điện không có sợ hủy kích đâu. Xe điện là sợ hóa kích thôi. Đó là bởi vì xe điện một khi mà nó đã cháy rồi á thì gần như là không thể nào dập được. Và nó thật sự là khó cho đơn vị bảo hiểm. Vâng, rất cảm ơn những cái chia sẻ thú vị vừa rồi của Lê Anh và Đăng Khoa. Thưa quý vị, đến đây thì chúng tôi xin khép lại chuyên mục Thời sự xe tuần này tại đây. Hy vọng là với những cái thông tin chúng tôi chia sẻ sẽ giúp cho quý vị hiểu thêm về việc phát triển xu hướng của xe điện tại Việt Nam cũng như là trên thế giới, và cũng như là một số cái cách để mình chăm sóc cũng như là sử dụng xe điện. Một lần nữa cảm ơn Lê Anh và Đăng Khoa đã tham gia chương trình. Xin cảm ơn anh Thạch Trưởng, anh Đăng Khoa và quý vị khán giả của chương trình. Xin chào hai anh và xin chào các quý vị khán giả của chương trình Xe và Xu Hướng.